Xin tiếp tục với phần 2. Đây là cây số 24, cây kim bướm Hàn. Đây, ca của ta. Rồi, cái này chiều dài này 25 phân. 25. Rồi, còn miệng mở tối đa là 6 phân. Miệng mở ra được 6 phân. À, cái này số 24 á, giá là 280. Số 25. 25 một cây thước thủy và một cục rọi. À, cục rọi đây. Gà trống, nô gà. Mít tìm giờ bảo. À, con này nó nặng là 300 gram. Đây, 300 gram. À, còn thước thủy rồi, thước này dài 15 năm, lên được 30 37 ni 21. Nước. Đây, thức đứng. À, cặp này giá là 170. Số 25 giá 170. À, đây cặp này hai cục rọi. Này số là 25A. Thế nên lại chồng với số kia. Cũng lớn nặng 400 gram, cũng nhỏ nặng 150 gram. Ừ, Yamaguchi gà trống. Không biết tin ra bằng ạ. Cặp này là giá là 150 ạ. Số 26 cái búa, đầu gò, đầu dẹp. Cái búa này của Mickey. Kỳ mới tin ra bằng là nó nặng, cả cá nó nặng 320 gram. Ừ, cái này số là 26, giá là 130. Ở đây được 11 phân, được 10 phân nhé, 10. Rồi, hơn 10 phân. 6, 2, số 27. 27 cây búa chữ thập. Rồi, cây này của OH ạ.
hai mặt còn rất là đẹp. Rồi, cái búa này là cán nhựa tay cầm bằng cao su. Rồi, đây, thì nó ghi cả búa là nặng là cả cán là nặng 0,6 kg, cân nó 0,6 kg. Rồi. À, đây UH chất UH đây ra bằng hơi mờ chút. À, cái này số 27 giá là 180. Được 28 phân. Okay, số 28. 28 búa chữ thập của OH rồi. Đây, OH 2 LVS. À, cả cán là nặng 1 kg ạ. Cái mặt còn rất đẹp. Đây. Rồi, số 28 giá là 201. 28 giá 201 nặng 1 kg. Số 29 ạ. 29 cây búa bi OH thì giá bao? Rồi, cái này cả cán là nặng 560 g, giá đó là 150, số 29. Số 30. À, số 30 là một cặp vuông tốt, một cây là 1/2, cây là 1 ạ. Hưởng tốt, tốt. Đây là cây nhỏ là 320 g, cây lớn là 600 g cả cán. Rồi, số 30 giá là 250, hai cây. 31 cây búa đinh của đầu trâu. Trâu mới thì ra bằng. Logo đầu trâu. Mặt đây mặt lưới ạ. À, cái này nó nặng là 520 g. 520 g. Chiều cao đây 12 phân rưỡi. Cao là 12 rưỡi, 12 năm ạ. Số 31 ạ, 31 1.6. Số 32. Đây, 32 cũng của đầu trâu này, size chung.
và nó nặng là 600 gram. Đây. Ở made in Japan. Rồi, cái này số 32 giá 230. Cao nó 13 năm, 13 hơn 13. Dài 30 năm. Cả 2 230. Số 33. 33 cây này cán gỗ của đầu châu. Rồi, cái này số 233 giá là 201, nó nặng là 620 gram. Đầu gối nó cao là 15. Cao 15 phân. 321. Rồi, số 34 là cái thùng đựng đồ nghề đấy. Rồi, quay sách này. Quay sách này khóa. Rất là đẹp. Rồi, bên ngoài này. Hầu đây thông số nó là 35 nhân 15. Và trụ cao nhất đây là 10 phân ạ. Và nó nặng là 1,2 kg. 34 là giá là 201. Quá ok. Số 35. 235 cũng giá 201 thông số nữa. 35 nhân 15 nhân 10 cũng 1,2 kg. Đây cả. Trong ạ. À, số 35 giá 201 ạ. Trong đó. Sách nha. À, okay. Hôm nay nó dài là 40.5 nhân 10 năm nhân 10 và nó nặng là 1,3 kg.
36 giá 24. 37 à. 37 bạc vẹo. Cảm rất là dày nữa. Quay sách này. Quá. Quá ok. Này số 37 giá 250. Chiều dài nó 30.5. Rộng là 20.5. Cao là được 6 phân. Rồi, nó nặng 1,3 kg. Còn nguyên nước sơn rất đẹp. Này thông số 37. 38 này. Đây 18 quay set. Quá. Quá. Chào. Thông số 38, thông số nó là 36,5, 36,5, 21,5, 8,5, 38,5, nó nặng là 1,7 kg. Rồi, số 38 giá 280, 280. Rồi, xin được kết thúc ở đây. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.